Dạ vâng, em lại xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và hôm nay là ngày 30 tháng 1 năm 2024. Và chỉ còn khoảng chục ngày nữa các bác nhé, là chúng ta đến Tết rồi. Và trước mắt các bác đây là một quả súp rất là khủng các bác. Súp 50, súp đơn. Bác, các bác nhìn thấy chất chưa? Quá chất. Quả súp này nó mang tên là AURA. Con này thì các bác thoạt nhìn nữa thì các bác tưởng là súp RCF, tại vì con này nó giống, rất là giống RCF luôn. Bác có từ cái cọc nó chạm nó đi nhá, rất là giống luôn. Nhưng mà nhìn cái phần đít nồi này thì các bác nhìn thấy khác hẳn chưa? Con này đít nồi hẳn vẫn là 6 lỗ nhá, nhưng mà đít nồi và toàn bộ toàn những cái này nó giống hệt luôn. Nhưng mà nhìn soi ở trong này thì các bác thấy không, nó khác hoàn toàn luôn. Đấy. Con này trong này nó có cái miếng nhôm tản nhiệt rất là khủng bố luôn. Từ rất là khủng luôn. Con này từ 250 các bác nhá, từ 250 và côn là 115. Quá khủng từ trước đến giờ luôn. Con này các bác mà có một cặp thì các bác chơi sự kiện thì quá là ok luôn. Hoặc là chơi phòng hát, phòng hát các bác chơi một chiếc này. Chấp cả những loại kép 40 luôn. Con này đánh rất là khủng luôn. Tí em sẽ thử cho bác xem. Bát quá chất, thùng rất là đẹp nhá. Đây. Thùng thì dáng thùng của Martin rồi. Đấy, con này của nó model là APS 118 nhá. Ở đằng sau nó cũng nguyên thế. 8 ôm. Đấy, nó vẫn còn nguyên cái tem seri này. Rất là đủ luôn. Xương rất là đẹp, rất là nặng. Đấy, các bác khi các bác soi vào đây ấy, thì các bác có thể nhìn thấy cái côn nhá. Đây, côn nó ở trong này. Đấy, cái lỗ này của nó rất là rộng và to. Nhìn côn rất là dễ. Nhưng mà em quay đây thì các bác hơi khó nhìn tại vì nó hơi tối. Nhưng mà các bác soi đèn vào hoặc các bác nhìn mắt trực tiếp vào ấy sẽ thấy này. Đấy, côn của nó là côn hai lớp dây dẹp nhá. Đấy. Và xung quanh là có tản nhiệt toàn bộ đây. Cái này nó in nhá, nó CNC hết vào nhá. Đấy, nói chung là rất hiếm gặp những cái con mà nó làm kiểu như này. Đấy, tại vì những con này nó là súp đánh bạo lực rồi, súp sự kiện. Đấy, đâm non phải làm thêm cái này để nó tản nhiệt nhá. Các bác mở lâu thì cái dây đồng nó cũng sẽ rất là nóng luôn. Đấy, thì nó có cái tản nhiệt này vào thì nó sẽ đỡ hơn, không sợ, sẽ chống cháy tốt hơn. Đấy, nó những cái từ này ấy, thì nó sẽ làm mát cái côn. Đấy, nhưng mà nó thêm cái phần tản nhiệt này thì nó đánh nó sẽ không bị nóng côn, rất là chất luôn. Đấy, nhìn cái miếng nhôm của nó rất là dày. Đấy, vừa là cái để nó che những cái bụi bẩn bụi to ấy. Còn bình thường các bác thấy là ở đây là nó có những cái miếng vải, miếng nhôm, nhưng mà nhôm cái khe rất là nhỏ bé. Đấy, con này nó làm hẳn nhôm to tướng luôn. Đấy, rất là khủng luôn. Đây em sẽ bỏ cái bát này ra cho bác đi. Bát này nó nặng nhưng nó mấy cân ạ, quá kinh khủng luôn. Ôi. Ôi, rất là khủng luôn. Cái con này thì nó làm chóp rất là to nhé. Chóp to hơn hẳn những con mà côn 100. Chóp này nó làm bằng luôn cái côn bên trong. Và gần 3 sóng nhá. Toàn bộ màng là màng sóng hết. Màng sóng rất là đẹp. Từ những cái vành này trở đi nhá, những cái vành này trở đi là nó không khác gì quả súp quả bát là RCF cả, toàn bộ là rất là giống luôn, giống đến 90% rồi, chỉ khác mỗi cái mặt đít thôi. Mặt đít mẹ côn thì nó sẽ to hơn. Đây con nhá, em sẽ quay cái phần nhận này. Đấy, nhận rất là đẹp luôn, nhận đẹp nhá. Từ cái cổ keo đen này. Đây, còn đẹp như mới luôn, bao gì bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, nhìn rất là sướng. Thế cái này em chỉ có một chiếc thôi nhá. Đấy, nếu mà có một cặp thì các bác chơi sự kiện thì quá là ok luôn, nhưng mà cái này nó về chỉ được có một chiếc thôi, rất là hiếm gặp luôn. Đấy, thùng của nó thì bên em đã làm đẹp hết rồi nhá. Đấy, chung là cái đợt này thùng thì nó không bị xước nhiều, chỉ phải thôi, em phải bằng sơn thường thôi. Không, những cái con nào nó sức mạnh ấy
sức nhiều ấy, sức sâu ấy. Đấy, thì là bên em mới phải dùng cái súng thôi. Còn những cái này nó sức rất là nhẹ thôi. Đấy, bông rất đẹp luôn. Đấy, bông xung quanh và bông ở dưới luôn. Đấy, đây. Làm rất là chắc chắn nhá. Vì con này nó đánh rất là lực ấy. Làm mà thùng mà yếu á, nó đánh phì hết. Đấy, xung quanh này nó có cái đỡ hết này, xung quanh bốn góc này. Bốn góc xung quanh đều có hết nhá, con nhá. Đấy, và có một đố ở giữa để cho nó làm nó chắc chắn. Rồi, em báo giá luôn cho các bác nhá. Quả này bên em bán cho bác giá gần như là tầm này ấy, thì gọi là bán để các bác ủng hộ kênh thôi, 5,5 triệu. Còn bình thường các bác mua những quả này phải từ 6 triệu đổ lên nhá. Anh em bán cho các bác giá 5,5 triệu bao ship nhá. Tầm này thì bên em chỉ gửi gọi là từ miền Trung, miền Bắc thôi, trong kia là không gửi nữa rồi. Và các bác nào mà tiện xe thì gửi xe thì là tốt nhất nhá. Rồi các bác chờ em trong giây lát nhá, em sẽ lắp cái quả bát này vào để cho các bác thẩm âm cái quả súp rất là uy lực này nhá. Rồi em đã lắp quả bát vào để cho các bác chuẩn bị thẩm âm nhá. Bác nào mà có tai nghe thì các bác đeo tai nghe vào cho em nhá, vì cái quả này nó đánh rất là lực luôn. Em chưa lắp căng vội nhá, để quay để cho các bác xem đánh cái độ rung của nó như nào nhá. Chưa, mới mở thử thôi nhưng mà chưa sinh nhiên gì. Rồi các bác chờ em một chút nhá, để em sẽ chỉnh cái hồi âm thanh này cho các bác nhá. Chạy bằng con đẩy 1000W nhá, 1000W một kênh, và em đang đánh chập kênh và cái volume thì em đang để khoảng 1 giờ đây, 1 giờ, và cái volume của vang là đã lên 30 rồi nhưng mà đánh chưa thấy cảm giác gì luôn các bạn. Tại vì cái con súp này nó đánh rất là kinh khủng luôn. Đây em sẽ quay lại cái thông số đằng sau nhá, tại vì nãy vướng thì em chưa quay được. Đây, bây giờ em sẽ quay đằng sau đít cho các bác nhé. A U R A các bác nhé, lấy nhé, hơi chậm. A P S 118, công suất max của nó là tận 1200W các bạn. Đây để em bỏ cái này ra, em quay chỗ sáng cho các bác xem nhé. Nhìn lên khó nhìn. Đây. Đấy, công suất max của nó là 1200W các bạn, đánh thì thôi rồi luôn. Tần số là 40Hz đến 1000Hz, rất là xịn sò luôn. Thùng rất là đẹp quá nhá, thùng đẹp
bên em phẩy hết rồi. Đấy. Anh nhìn tổng thể thì con này thì không có một điểm gì để chê, từ hình thức đấy, đến chất âm của nó nhá. Đấy. Bác nào mà quan tâm thì kết nối cho bên Quang Khải Audio nhá. Đấy. Số điện thoại của em là 0987 971 020. Em xin báo giá lại cho các bác một lần nữa nhá. 5,5 triệu. Đấy, 5 triệu rưỡi một quả súp, quá là chất lượng rồi. Bên em bao ship nhá. Đấy, tặng cho các bác 3 mét C1. Đấy, và hai cái rắc nhím xích. Các bác về các bác cắm các bác là ăn luôn. Đấy. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá.